sau một đêm là tụi em chuẩn bị vô tới bờ nữa là anh gieo thôi. Đêm rồi hôm nay giông mưa rồi gặp lưới rồi tính đánh chỗ này mà cuối cùng phải đi đánh chỗ kia, nói chung là điều kiện nó chắc trở anh gieo hay nó không có suôn sẻ nữa. Nhưng mà dù sao thì cũng ta xem thử đây là cái điều hôm này mình thu hoạch được từ sau anh chị em. Tới bến này anh chị em ơi. Anh em câu cần nha. Mình câu đường. Tác hầm bắt cá đây, tác hầm bắt cá anh em ơi. Nó nguyên con, cái thứ đó nó con luôn.
nó ông ra nữa nó có nguyên con ra dinh cua tận trang sức ra dinh cua thấy cái yếm lên còn thang miệng nó có thấy cua đâu nó xích dài rồi đinh cái miệng cái miệng cua mà cả gan còn cái lọ hai phút kìa miệng không mép á một mép à ừ sảy con cua tức mẹ cua đó đem lên giống bằng cái rổ đó lắm đó mà đảo vậy nè đinh nó hát cái mẹ lên cái gì đâu thiệt cái miệng cua bự thiệt có cái dồ luôn nữa kìa cái út con nào nấy cái cưng cá út bạn gì mà có 30.000 ký hả trời xô quá hả xô vậy 30.000 hả trời ơi đứt ruột ta cá này có 30.000 ký nè anh chị em trời ơi rẻ cái lo nó bị tật gì cái miệng xấu quắc quá là một bữa 1 ký mà đại cái đâu ăn được là lớn mà nó là lớn rồi đưa xe 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 đưa đua xe vậy trời đâu đưa con cái miệng nó rồi thôi thôi rồi rồi, rồi bị sức mau rồi này đua xe nè này bị lưỡi mấy lưỡi chạy cái nó chạy ra điên rồi vậy lưỡi đi đúng là bái đầu có con rồi con không à vậy nhiêu đây mày chia hết luôn cái gì hậu lấy hết luôn rồi đâu có nhiêu vậy thôi đem về đi nước đồng đồng rồi đem về chứ còn có chén à, để tập đồng đồng thôi đừng tính vụ nấu chén nữa này thất quá anh em dính đường có con lao mà nó cũng bị thẹo luôn.
tật nữa. Đang giữa biển vậy, phóng không biển chứ. Đang ăn phóng biển. Của nhà đem lên đi bán. Hậu Nguyễn Vlog ơi, cái kèo hồi nãy sao Hậu Nguyễn Vlog ơi? 7 ký á, ăn thua nửa ký rồi chơi này. Ăn thua nửa ký thì sao mà chơi sao có kèo lửa nằm lọt khe quề sao đâu được, chơi là phải có ăn thua. Thì dạ bạn kia ăn lên đi rồi bạn kia ăn xuống. Thì ăn lên mày bắt ăn lên ăn xuống gì không được, tao cho mày lựa mà. Lên dưới nửa ký hả? Ừ. Nãy bỏ rổ cần lượng rồi em ơi. Bỏ tao không ai chặn gì hết rồi nha. Hả mà bỏ rổ tao cần rồi đem vô đây hiện giờ bẻ gai tao cũng mất ký rồi chứ bộ. Đi ra, ừ. Ăn hào ấu vậy mất cái à. Lựa mấy con cá ra nhỏ nhỏ ra, ủa mấy con cá út ra giùm chú Lĩnh. Hả? Cái út đâu? Chú già chứ không có đường thôi. Gì được chưa? Ăn nó không xin gì vậy nha, ông anh về con hồi nữa nên nấu ăn gì. Cái gì vậy hả? Cái vậy cái hồi mừng cái cá. Ờ ờ ờ. Không phải nghe đầu không đứng đây không biết cái đầu nào. Em nói vậy cái đầu mực. Đó, đi. Nhiều đây mà mày cá 7 ký là mày bể gáo mày liền. 7 ký bể gáo liền. 7 ký nào? 7 ký bể gáo hả luôn anh? Rồi cảm ơn anh. Lấy cái rổ luôn. Bậy bậy. Bậy lắm à. Không chơi thôi chơi. Lấy cho cục đá luôn. Lấy cho cục đá luôn. Còn cá. Hả? Còn cá nhiều vậy ta? Rồi ta đó, vậy chứ ta có đá nào ta cho lại mình để ăn vậy. Đâu rồi coi nè Hậu, coi nè Hậu. Bao nhiêu? 8 chục mấy. Trời vậy mới có kèo chứ. Trời ơi. Yêu yêu. Xong phim hả? Phải nãy phải nãy là bắt tay cái là bể gáo mày thấy chưa? Thôi 8 ký thôi. 8 ký hả? Trời đụng nó căng cho nó đi. Đụ má ra. Đổ em 8 ký luôn. Nó đi chủ mà, quá chung đủ mày tầm thơm sao? Không lấy dán kẹo sắt lại, kẹo bé không lấy dán lại ông nội. Sao lấy ra? Đổ kia nhiêu con thôi. Sẵn ở nhà có đám tiệc anh em chia cá về ăn luôn anh chị em ơi. Đó là tụi em khỏi cân luôn ha. Rồi vậy. Đó, mấy anh em này đi. Mấy anh em này đi câu chơi nè, gặp nước không có cá rồi mua cá về ăn luôn anh em ơi. Em Hậu Nguyễn nha. 540. Ủa nãy giờ có nước đà nữa hả? Đâu có hay đâu trời. Uống đi. Thôi về uống gì? Làm đạo thôi gì đấy. Cá gì? Bốn chục đó. Đi chạy mấy cá trong sáu chứ đụng cá cho mới cho. Bỏ luôn không ơi, chậu đụng cá chắc vậy. Chạy hết ra, bỏ luôn rồi chạy hết ra. Gì cho chắc hả? Chắc là mặn không ạ? Không chá, bỏ hụt đem dạng cho nó có chả ra nó dùng nhiều sức mạnh nữa ạ. Rồi thì cái buổi sáng này vô khỏi cân cá luôn, sang cá qua cho anh em về giường ăn anh chị em ơi. Đám tiệc nha. Chào mọi người, mình về quê luôn mọi người. Ê, Hậu Nguyễn Vlog đi câu về thất quá, mua cá chạy về quê luôn anh chị em ơi. Đó. Đâu quá, cái này mua giùm nha, nhưng mà có cá với này nha. Nói chung là cái chuyến câu này là kêu bằng dân đi câu thì kêu bằng bể đầu á. Đó. Mua cá giùm ông già, còn ông già nuôi còn cái này có cá chứ này. Không có. Chứ này Hậu Nguyễn cái Hậu Nguyễn Vlog khi đi câu bị bể đầu nha. Rồi, em kết thúc cái video ở đây đi. Cảm ơn anh chị em rất là nhiều nha. Hẹn gặp lại anh chị em trong những cái video sau nha.